cách Atlanta khoảng 10 dặm về phía đông bắc, có một ngọn núi đá hoa cương trơn tru màu xám. Trên vách núi có hình khắc của ba nhân vật của miền Nam trong cuộc nội chiến, đó là Jefferson Davis, tổng thống các tiểu bang miền Nam, tướng Robert Lee, tư lệnh quân đội, tướng Thomas Jackson, tư lệnh phó. Trong cuộc nội chiến, Atlanta là tổng hành dinh của quân đội miền Nam, nơi diễn ra những trận đánh cuối cùng. Núi đá này có nơi là lúc tụ tập các thành viên KKK để làm sống dậy đảng kỳ thị chủng tộc này. Sau cuộc nổ súng tại nhà thờ của người da đen tại Charleston năm 2015, người ta đã bắt đầu nghĩ đến chuyện phá bỏ các biểu tượng của Liên minh miền Nam. Có khoảng gần 1.000 công trình khắp các 15 tiểu bang miền Nam nước Mỹ để nhằm làm lành vết thương kỳ thị chủng tộc. Other arms reach out to me. Đến thăm khu tưởng niệm của Martin Luther King, thăm ngôi nhà sinh ông sinh ra, được đọc lại một vài câu thơ trong bài diễn văn nổi tiếng của ông. Tôi có một giấc mơ, rồi một ngày nào đó, trên ngọn đồi đất đỏ của Georgia, con của những người nô lệ và con những người chủ nô sẽ cùng ngồi lại trên bàn ăn của tình huynh đệ. Tôi có một giấc mơ, rồi một ngày nào đó, bốn con nhỏ của tôi sẽ sống trong một đất nước mà chúng không bị đánh giá bởi màu da mà bằng tính cách của chúng. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Her the arms reach out to me. Her the eyes smile tenderly. Ở đây chúng ta cũng thấy rõ ảnh hưởng sâu đậm của Gandhi đối với Martin Luther King trong quan điểm đấu tranh bất bạo động của ông. Georgia, Georgia, no peace, no peace I find. Just an old sweet song. Khi bị ám sát, Martin Luther King mới 39 tuổi. Nhưng vị bác sĩ giải phẫu tử thi của ông cho biết trái tim của ông già cỗi như người 60. Đây là một chứng cớ về 13 năm căng thẳng trong cuộc đời của một người đã cống hiến mình trong cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng cho các sắc dân thiểu số ở nước Mỹ, trong đó có chúng ta.